và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh 24 giờ tối nay của chúng tôi. Và mở đầu sẽ là những tin tức đáng chú ý từ biên tập viên Phương Thảo. Xin mời Phương Thảo. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thùy Linh. Kính chào quý vị. Trước tiên, Phương Thảo sẽ thông tin về vụ việc bắt hai đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Sáng nay tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan bắt quả tang một xe ô tô chở 11 người Trung Quốc định xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường mòn lối mở. Qua lời khai của lái xe Bùi Văn Đỡ, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thị Lan, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu và đồng thời khám xét nơi ở trọ của Lan, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Còn tại tỉnh Hậu Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vị Thanh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Ngọc Phượng, ngụ xã Tân Tiến về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Thanh bị bắt quả tang khi đang cất giấu trong người hai bịch ni lông bên trong có chứa hơn 19 gram ma túy đá, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 3 điện thoại di động, hơn 850.000 đồng. Bước đầu, Phượng khai nhận mua số ma túy này ở thành phố Hồ Chí Minh về để sử dụng. Khi vừa xuống xe khách và nhờ người thân đưa về nhà thì bị bắt. Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đang có nắng gay gắt với chỉ số tia cực tím cực đại có thể lên mức 8 tới 10. Ở mức này, da của chúng ta có thể bị bỏng rát nếu tiếp xúc trực tiếp với lại ánh nắng trên 25 phút. Và quý vị chú ý là che chắn nắng khi ra ngoài, nhất là từ 11 giờ đến 15 giờ, không tắm biển vào khung thời gian này. Ít nhất 12 người thiệt mạng và 4 người mất tích trong vụ chìm tàu đánh cá ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 16 người. Tai nạn xảy ra khi tàu có chở 32 thuyền viên. Hiện các tàu cứu hộ, máy bay trực thăng và các tàu cá gần đó đang được huy động để tìm kiếm những người bị mất tích. Hơn 1.800 tù nhân trốn thoát sau khi một băng nhóm có vũ trang tấn công nhà tù ở Owerri, miền nam Nigeria. Băng nhóm trên tấn công nhà tù bằng chất nổ rồi tiến vào bên trong và xảy ra trận đấu súng với các cai ngục. Đây là một trong những vụ vượt ngục lớn nhất ở quốc gia Tây Phi này. Tổng thống Nigeria gọi vụ tấn công trên là hành động khủng bố. Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Thủ Đức, đơn vị bầu cử lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sản xuất tôm, mặt hàng xuất khẩu chủ lực nước ta, nhưng đầu ra sản phẩm còn nhiều vướng mắc, cần chiến lược gì để ngành tôm vươn xa? Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ tổng thống. Ranh giới giữa bảo vệ và tấn công người, xâm phạm thân thể công dân, đặc biệt là trẻ thiếu niên, góc nhìn bình luận tối nay. Thưa quý vị và các bạn, với 447 trên 449 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội, chiều nay Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh An Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8 tháng 1 năm 1970, quê quán ở xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân khoa học, ngành sư phạm hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công. Thưa quý vị, với tiến độ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành toàn bộ đúng hạn định. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ họp thứ 8 được tổ chức vào chiều nay. Tính đến hôm nay, các địa phương của thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 139 trên 219 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Như vậy, với thời hạn phải hoàn tất toàn bộ việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên vào ngày 13 tháng 4, các địa phương cần nỗ lực hơn nữa, đồng thời chú trọng tổ chức hội nghị đạt chất lượng hiệu quả.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cơ bản hoàn thành danh sách nháp cử tri tại các địa phương. Vì vậy, thời gian tới, công tác tuyên truyền cần tập trung trọng tâm vào hai vấn đề trên để có sự chung tay của cử tri, đồng thời đấu tranh với thông tin xấu, tin giả trên mạng xã hội. Các địa phương cũng cần tổ chức phát động phong trào thi đua để ngày bầu cử trở thành ngày hội toàn dân, thu hút sự quan tâm, đồng thuận của cử tri. Thưa quý vị, và cũng theo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, qua thời gian lấy ý kiến cho 28 trên 50 ứng viên đại biểu Quốc hội, có một ứng cử viên chỉ đạt 2% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Theo quy định thì nếu ứng cử viên không đạt được trên 50% tín nhiệm sẽ không được đưa vào danh sách cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 17 tháng 4. Sáng nay, đoàn kiểm tra thuộc Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Thành phố Thủ Đức, đơn vị bầu cử có số lượng điểm bỏ phiếu cũng như số lượng cử tri lớn nhất thành phố. Đối mặt với nhiều khó khăn khi mà bộ máy chính quyền đoàn thể mới chỉ đi vào hoạt động chưa đến 100 ngày, nhưng Thành phố Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cũng như quy trình bầu cử đúng tiến độ. Đoàn kiểm tra đã đến điểm bỏ phiếu mẫu tại khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi. Đây là một trong 360 điểm bỏ phiếu của thành phố Thủ Đức, phục vụ cho hơn 730.000 cử tri địa phương. Thủ Đức cũng là địa phương duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh cử tri sẽ tham gia bầu 3 cấp là đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 và 40 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Thủ Đức. Dù có cơ cấu dân số khá phức tạp, biến động nhiều, nhưng Thủ Đức cũng đã hoàn thành cơ bản danh sách nháp cử tri tại 34 phường và sẵn sàng trang thiết bị phục vụ bầu cử. Thành phố Thủ Đức cũng đã tổ chức trang bị trên 34 phường trang bị cái hệ thống internet và kết nối đường truyền, và đồng thời cũng trang bị các máy tính có cái kết cấu màn hình để đáp ứng được cái nhu cầu của công tác bầu cử sắp tới. Thành phố Thủ Đức cũng đã dành hẳn chuyên trang trên bản tin phát hành hàng tuần, hàng tháng cập nhật thông tin chuẩn bị bầu cử, kết hợp với nhiều hình thức cổ động trực quan hay thông tin trên nền tảng các mạng xã hội để cử tri không chỉ biết được quyền lợi nghĩa vụ của mình mà còn có thể chọn lựa các điểm đăng ký thực hiện nghĩa vụ công dân thuận tiện nhất. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã sẵn sàng cho việc phát sinh thêm cử tri khi tham gia bầu cử. Ngay tại cửa cảng Cát Lái cũng là cái điểm. Ví dụ như ngày hôm đó mà nó dồn hàng về đó với khối lượng lớn, ngay cả cái tài xế lái xe tải đó cũng trở thành là cái cử tri vãng lai. Nếu người ta không có đi được điểm khác rồi, thì cái chuyện này chúng ta cũng vận hành theo đúng quy định pháp luật để làm sao thể hiện rõ được cái quyền của công dân khi tiến hành tham gia bầu cử. Đánh giá cao nỗ lực của Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cần dành sự quan tâm đặc biệt cho các địa bàn mới hình thành còn nhiều khó khăn, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, đặc biệt là trên nền tảng công nghệ để vừa tiết kiệm vừa trúng đích, thông tin sâu, lan tỏa rộng. Thành phố Thủ Đức cần nỗ lực hơn nữa để sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần 3 cũng như tổ chức tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên sau hiệp thương. Thưa quý vị, để hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường và lượng chất thải phát sinh lớn, đặc biệt là trong ngành nhựa, nhiều nước trên thế giới đã đưa ra hàng loạt rào cản thương mại nhằm thực hiện nền kinh tế tuần hoàn. Trong đó có nhiều nước hiện đang là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Điều này đã buộc các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam phải chuyển mình ứng dụng quy trình sản xuất tuần hoàn để duy trì thị trường xuất khẩu cũng như tìm kiếm thị phần mới. Đây là khâu sản xuất mà nguyên liệu để sản xuất nên những chiếc áo y tế. Những phế liệu thì sẽ được quay vòng sản xuất thành những cái hạt nhựa như thế này. Và những hạt nhựa này lại tiếp tục là nguyên liệu để mà sản xuất nên những cái màng nhựa cho những cái chiếc áo y tế tiếp theo. Nghĩa là quy trình sản xuất áo nhựa y tế này hoàn toàn khép kín, không có phế liệu, khí thải và nước thải. Nguyên liệu sản xuất sản phẩm quay vòng tái chế đến 45%. Với quy trình sản xuất xanh và tuần hoàn này, sản phẩm đã được chào đón ở các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Đức, Canada. Hiện tại, mỗi tháng tập đoàn này xuất khẩu khoảng 3 triệu chiếc áo y tế màng nhựa, tăng gấp 10 lần so với năm 2018. Các đối tác nước ngoài họ đều bắt buộc các nhà cung cấp là phải là quay vòng phế liệu trong cái sản phẩm của họ ít nhất là 20%. Phải cố gắng được là sau phát triển suy nghĩ tìm những cái chất nào, những cái công thức mới để làm sao để tối ưu hóa được cái giá thành mà lại thân thiện với môi trường. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 30 doanh nghiệp nhựa chuyển hướng sản xuất sản phẩm tự hủy hoặc sử dụng nguyên liệu tái chế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường khắt khe của các thị trường xuất khẩu lớn.
Đại diện công ty nhựa Duy Tân cho biết đã đầu tư 60 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy nhựa tái chế. Việc sản xuất sản phẩm mới từ nguyên liệu là hàng chục ngàn tấn vỏ chai rác thải mỗi năm đã giúp doanh nghiệp tăng thêm thị phần xuất khẩu ít nhất 20%. Sản phẩm từ nhựa tái chế và qua dây chuyền thì nó đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ cũng như là EFSA của châu Âu, là hai cái tiêu chuẩn rất là khắt khe về thực phẩm. Thì với cái tiêu chuẩn đó thì Duy Tân cũng rất là tự tin và cũng có những cái đơn hàng cũng như những cái lời yêu cầu để xuất khẩu toàn thế giới. Thì các nước hiện tại họ mua cứ 100 thì họ mua khoảng 60% là sản phẩm phải có tái chế. Đó là một cái sự khuyến khích rất lớn cho chính nhà sản xuất phải đi tìm cái nguồn nguyên liệu phế liệu như vậy và góp phần mình dọn sạch cái môi trường. Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng chung do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chuyển hướng sản xuất tuần hoàn, kim ngạch xuất khẩu của ngành nhựa vẫn đạt mức tăng trưởng đáng kể, khoảng 6,3% so với năm 2019. Đây không chỉ là hướng đi bền vững để bảo vệ môi trường, mà còn là giải pháp để giảm rủi ro phụ thuộc nguồn nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, chiếm hơn 90% của ngành nhựa Việt Nam hiện nay. Mỗi năm, xuất khẩu tôm nước ta mang về hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Dù là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, thế nhưng ngành tôm Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển bền vững khi giá cả và đầu ra liên tục gặp khó. Lý do là sản xuất tôm nước ta vẫn chưa từ bỏ cách làm nhỏ lẻ, tình trạng nhiễm kháng sinh vẫn diễn ra. Đặc biệt, việc truy xuất nguồn gốc vẫn còn bỏ ngỏ. Phóng sự thực hiện tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ giúp quý khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề này. Để truy xuất nguồn gốc, theo quy định, tất cả cơ sở nuôi tôm phải đăng ký mã số. Tuy nhiên, trong gần 500.000 cơ sở nuôi tôm nước lợ tại đồng bằng sông Cửu Long, có chưa tới 1% thực hiện, một tỷ lệ thấp đáng báo động đối với cả ngành tôm. Tuyên truyền cho người dân biết để sớm thực hiện cái đăng ký cơ sở nuôi theo cái quy định tại Nghị định 26 và đồng thời cũng là tuyên truyền những các cái chế tài mà nếu mà chúng ta không triển khai thực hiện thì sẽ bị xử phạt. Con tôm Việt Nam cũng mang không ít tai tiếng khi bị trả về vì nhiễm kháng sinh. Đây là hậu quả của việc sản xuất đối phó, không tuân thủ nghiêm 100% quy trình sản xuất con tôm sạch. Đoạn đầu là kháng sinh, đoạn sau chúng ta không sử dụng kháng sinh. Thì như vậy là nó chưa thật sự là cái mục tiêu cuối cùng để đáp ứng được các cái thị trường khó tính. Nếu chúng ta truy xuất lại thì sẽ phát hiện ngay cái vấn đề mà chúng ta có sử dụng kháng sinh. Tôm của chúng ta phải sạch. Chúng ta không phải kiểm kháng sinh nhiều. Không phải để sang các nước nó lại kiểm 100% hàng của chúng ta nữa. Thì ngay đó chúng ta đã giảm giá thành được hơn 10.000 ký rồi. Rủi ro hơn khi có tới 80% tôm xuất khẩu là hàng thô, trong khi Ấn Độ, Thái Lan đã đầu tư mạnh cho mặt hàng chế biến sâu. So với những sản phẩm tôm đông lạnh truyền thống thì những mặt hàng chế biến sâu như thế này có giá xuất khẩu cao gấp 3-4 lần. Và đặc biệt là nó vào được những phân khúc thị trường khó tính, từ đó góp phần nâng cao thương hiệu cũng như giá trị cho sản phẩm tôm Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng ngành thủy sản phải quyết liệt hơn trong công tác quy hoạch sản xuất, cần có chế tài thật mạnh để xử lý những tồn tại rủi ro. Đồng thời nên có cơ chế ưu đãi thu hút không chỉ một mà phải nhiều doanh nghiệp tham gia chế biến sâu để nâng cao giá trị cho ngành hàng tỷ đô này. Những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ, Mỹ sẽ sớm tăng cường hỗ trợ vaccine cho các nước khác. Suy gan thận do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc được quảng cáo và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, Phúc cảnh báo hôm nay. Vậy thì phải heavy duty, phải mạnh mẽ và bền bỉ như điều hòa heavy duty. Điều hòa Mitsubishi Heavy Industry siêu bền bỉ như Văn Lâm. Đau ho, khó thở là những triệu chứng ở người mắc các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính. Bọc khí khang hỗ trợ giảm tần cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bọc khí khang giúp 96,7% người dùng giảm đàm, ho, khó thở. Cháo gấu đỏ được chọn mua nhiều nhất bởi ba chuẩn. Chuẩn 1, công nghệ CBET cho hạt cháo bông đều sánh nhuyễn. Chuẩn 2, không chất bảo quản benzoate sorbate. Chuẩn 3, tươi ngon như cháo mẹ nấu. Cháo gấu đỏ, thương hiệu được chọn mua nhiều nhất. Bạn bị ho dữ dội, đau quặn ruột, ngứa họng, đau rát họng, khản tiếng, viêm họng, viêm amidan, thanh quản, cấp, mạn tính, đã có xịt họng nhất tác dụng tại chỗ, giảm nhanh cơn ho, ngứa họng, đau rát họng, khản tiếng, giảm viêm họng, viêm amidan, thanh quản, cấp, mạn tính, xịt họng nhất cắt ngay cơn ho trong 10 phút. Yamaha Grande.
get Randy. Tôi yêu Randy. Yamaha Randy, xe ga tiết kiệm nhiên liệu số 1 Việt Nam. New me discover with Yamaha. Ôi, sắp trào bọt và hỏng mạch rồi. Tin dùng bởi 11 hãng máy giặt, Omomatic chuyên dụng cho máy giặt cửa trước, sạch bẩn, bảo vệ áo quần, bảo vệ máy giặt, thân thiện với môi trường. Omomatic cửa trước, nguyên 3 bảo vệ, này với 2 lựa chọn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không ít người dân vẫn mua những loại thuốc nam được quảng cáo và rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Bệnh không biết là có khỏi được hay không, mà trong nhiều trường hợp còn gây hại cho sức khỏe. Thế thì có cần thăm khám thêm gì không chị ơi? Không, cái này không cần khám, hết cứ uống thôi. Không cần phải khám gì hết. Hỏi thật không chị, tại vì mẹ em uống thuốc Tây rồi là thuốc... Nói thuốc bên chị là cả nghìn cả bạn rồi cũng khỏi rồi. Thời đại online, thuốc cũng được bán online. Chỉ cần một cuộc gọi điện, nói sơ sài về những triệu chứng mà bệnh nhân mắc phải. Thế là bốc thuốc, chẳng cần thăm khám. Lời khẳng định chắc nịch rằng cả nghìn cả vạn người uống đều khỏi thì chưa được kiểm chứng. Nhưng có một thực tế là thời gian gần đây đã nhiều người phải nhập viện cấp cứu sau khi uống những bài thuốc gia truyền này. Trong cái tháng này tôi đau chân quá tôi uống. Thấy mạng nói là rất là tốt. Trong vòng bao nhiêu ngày đấy thì khỏi thì thôi, mấy trăm nghìn thì tôi cũng bỏ ra tôi mua thôi. Tôi nghĩ là thuốc nam là tốt. Nhưng mà thực sự là uống nó chẳng giảm tí nào cả. Thế là tôi mới thấy nó bụng cứ trướng lên, tôi vào viện tôi khám thôi. Là khám thì men gan nó quá cao. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thời gian qua đã tiếp nhận không ít bệnh nhân phải nhập viện vì các biến chứng do uống thuốc nam trôi nổi trên thị trường. Thì đa phần của bệnh nhân uống thuốc nam không rõ nguồn gốc thì vào đây thì đều tổn thương rất là nhiều các tạng khác nhau. Một số bệnh nhân thì tổn thương gan thận rất là nặng, mặc dù chúng tôi hồi sức lọc máu rất là nhiều lần cố hết sức nhưng mà bệnh nhân cũng vẫn không qua khỏi. Lợi dụng tư tưởng có bệnh thì vài tứ phương mà nhiều người đã bất chấp để kiếm lợi trên sức khỏe của người khác. Chính vì thế mà người dân cần phải thận trọng khi sử dụng các loại thuốc, đặc biệt là thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc. Không nên mua thuốc ở những nơi không được Bộ Y tế cấp phép, kẻo lại tiền mất, tật mang. Tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành luật cho phép ông tiếp tục tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ tổng thống nữa sau khi hết nhiệm kỳ hiện nay vào năm 2024. Như vậy, đạo luật trên có thể mở đường cho ông Putin tiếp tục nắm quyền đến năm 2036, tức là thêm 15 năm nữa. Dự luật trên đã được Duma Quốc gia Hạ viện Nga thông qua gần nửa tháng trước. Ông Vladimir Putin, lãnh đạo nước Nga từ cuối năm 1999, trải qua 4 nhiệm kỳ tổng thống và nhập một nhiệm kỳ thủ tướng. Mỹ sẽ sớm tăng cường hỗ trợ vaccine cho các nước khác. Đây là tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, dù nước này đang ưu tiên ứng phó dịch COVID-19 trong nước, tuy nhiên Washington bắt đầu xem xét chia sẻ và hỗ trợ vaccine cho nhiều nước khác. Tháng trước, Mỹ cũng thông báo tham gia sáng kiến chung với Ấn Độ, Nhật Bản và Australia với mục tiêu đến cuối năm 2022 sản xuất hơn 1 tỷ liều vaccine, chủ yếu phục vụ chương trình tiêm chủng tại các nước khu vực Đông Nam Á. Một sự cố hy hữu vừa xảy ra trên sóng truyền hình Nga. Một phóng viên dẫn chương trình thời tiết của đài Mir đã bị một chú chó lấy trộm micro khi đang dẫn. Sự cố xảy ra vào thời điểm nữ phóng viên bắt đầu dẫn trực tiếp về tình hình thời tiết. Một chú chó săn vàng bất ngờ nhảy vào người cô và giật chiếc micro cô cầm trên tay và bỏ chạy. Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cùng ngày với bản tin lên sóng và trở thành một trong những video thu hút số người xem kỷ lục trên kênh YouTube của đài truyền hình Mir với gần 500.000 lượt xem trong 4 ngày. Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu ESA đang tìm kiếm các ứng viên có thể trở thành phi hành gia cho sứ mệnh sắp tới. ESA sẽ chọn từ 4 cho đến 6 người. Đây là lần tuyển dụng thứ tư trong 43 năm qua của cơ quan này. Lần gần nhất là vào năm 2008. Đây cũng là lần đầu tiên ESA tuyển mộ người khuyết tật về thể chất. 1 cho đến 2 người sẽ được chọn. Sau khi các ứng viên nộp đơn, quá trình tuyển chọn sẽ diễn ra trong 18 tháng. Các ứng viên sẽ phải trải qua các bài kiểm tra. ESA cho biết các phi hành gia mới sẽ được công bố vào tháng 10 năm sau. Tin thể thao, giải chạy có quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh có tên Baden Mountain Marathon 2021 chính thức khởi động. Tây Ninh đã tổ chức họp báo sáng nay thông tin thêm về sự kiện này.
Với chủ đề bước chạy xanh, Biden Mountain Marathon 2021 sẽ diễn ra vào 2 ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2021. Giải chạy gồm 4 cự ly là 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Đây là giải chạy không chuyên đầu tiên của tỉnh Tây Ninh dành cho tất cả đối tượng trên lãnh thổ Việt Nam. Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Lộ trình giải sẽ khởi đầu từ quảng trường khu du lịch Sun World Biden Mountain, vòng quanh và men theo sườn núi tới trung tâm tỉnh rồi quay trở lại chân núi Bà. Cơ cấu giải thưởng gồm 25 giải với tổng giá trị tiền mặt lên tới 120 triệu đồng. Giải chạy không chỉ là sân chơi mới cho hoạt động du lịch thể thao, quảng bá những hình ảnh đẹp của tỉnh Tây Ninh, đồng thời lan tỏa tinh thần du lịch có trách nhiệm, du lịch xanh và bảo vệ môi trường. Trái ngược với sự thành công của bóng chuyền nam thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm qua, đội tuyển nữ thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực tìm cách trở lại với hạng đấu cao nhất của bóng chuyền nước nhà. Và ở mùa giải 2021, nhiệm vụ này vẫn sẽ đứng trước không ít những khó khăn. Không có tiềm lực tài chính đủ mạnh, bóng chuyền nữ thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mùa giải 2021 với lực lượng không có sự bổ sung nào đáng kể. Trái lại, đội bóng còn phải chia tay với chuyền hai chính ở mùa giải trước vì lý do cá nhân. Hiện tại cái lực lượng nhân sự của mình thì nó cũng bị thiếu hụt về vị trí chuyền hai. Mà mình biết rồi, nếu mà đội mà có vị trí chuyền hai tốt thì tấn công của đội cũng rất là tốt. Nhưng mà bằng cái sự nỗ lực, cố gắng của ban huấn luyện cũng như vận động viên thì khắc phục cái điểm khó của mình, tạo ra được một cái điểm mạnh của đội thi đấu để đạt được cái thành tích trong năm 2021. Với một đội hình đang trong quá trình trẻ hóa thì kinh nghiệm thi đấu chính là một rào cản không nhỏ trong mục tiêu chinh phục tấm vé thăng hạng của cô trò huấn luyện viên Trần Hiền. Vận động viên là chưa được có cọ sát thi đấu nhiều, dẫn đến các em bị tâm lý. Thì cái đó là cái mà thầy cô và cũng phải tiếp tục rèn luyện nhiều hơn trong cái năm nay thì để làm sao mà mình khắc phục được cái mặt mà vận động viên trẻ tâm lý để đạt được cái thành tích tốt. Trái ngược với nữ thành phố Hồ Chí Minh, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ ở giải hạng A tới đây như Vĩnh Phúc hay Hải Dương đều đã có những sự đầu tư và bổ sung mạnh mẽ trong thời gian qua. Rõ ràng, cô trò huấn luyện viên Trần Hiền sẽ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều mới có thể chinh phục được giấc mơ thăng hạng. Cuộc đua tới ngôi vô địch tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đang trở nên rất hấp dẫn. Với thất bại của câu lạc bộ Atletico Madrid, đối thủ cạnh tranh với họ là Barcelona đã có được trọn vẹn 3 điểm để thu hẹp cách biệt về điểm số. Trước trận đấu vòng 29 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha giữa hai câu lạc bộ Barcelona và Real Valladolid bắt đầu, một món quà để tôn vinh Messi đã được chào. Cầu thủ người Argentina đã nhận chiếc áo mà anh mặc trong mùa giải ra mắt câu lạc bộ Barcelona như một món quà kỷ niệm. Messi đã đặt cột mốc 769 trận cho đội bóng này, vượt qua Xavi để trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho Barcelona. Thế nhưng sau khi trận đấu bắt đầu, Messi đã không để lại nhiều dấu ấn, mà thay vào đó là người đồng đội của anh Ousmane Dembele. Tiền đạo người Pháp đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 90 của trận đấu để mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Barcelona trước Real Valladolid. 3 điểm có được giúp cho Barcelona vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách ngôi đầu bảng của Atlético Madrid đúng 1 điểm. Những tin tức cập nhật tiếp theo. Cảnh báo tình trạng dông lốc ở đồng bằng sông Cửu Long gây nên những vụ tai nạn đau lòng. Đánh sập đường dây người nước ngoài chiếm đoạt tài sản của phụ nữ qua mạng xã hội tại Đồng Nai. Phim Godzilla Đại Chiến Công đã cán mốc 100 tỷ đồng chính thức gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ tại Việt Nam. Bạn bị mất ngủ, không buồn ngủ, khó vào giấc ngủ, ngủ chập chờn, không sâu, thức ngủ nhiều lần, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc trằn trọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại ngủ, sáng dậy thiếu ngủ mệt mỏi, ban ngày ngủ gà ngủ gật. Bạn bị tiền đình, chóng mặt hoa mắt, chóng mặt có thể xảy ra đột ngột khi ngồi dậy đứng lên gây choáng váng, say sẩm, đi đứng loạng choạng hoặc xuất hiện các cơn chóng mặt nhẹ dai dẳng mãn tính. Bạn bị đau đầu, đau nửa đầu không rõ nguyên nhân, đau nhức đầu lâu ngày không khỏi, đau nhói có thể chỉ xoáy vào một điểm cố định như dùi đâm, đau có thể di chuyển giữa đỉnh đầu, trán, vùng mắt, thái dương, lan đến vùng chẩm, vai, gáy, đau tăng lên khi làm việc căng thẳng. Bạn bị suy giảm trí nhớ, chậm nhớ, chóng quên, thường xuyên quên những việc hàng ngày như ví tiền, khóa cửa. Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do thiếu máu lên não nên hướng điều trị mới hiệu quả nhất chính là thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2 tăng cường máu lên não. Hãy dùng thuốc hoạt huyết này liều bình thường ngày 4 viên nếu bệnh nhẹ, trung bình và tăng liều lên 6 đến 8 viên nếu bệnh nặng.
thuốc hoạt huyết nhất nhất, tăng cường máu lên não, điều trị mất ngủ, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, suy giảm trí nhớ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chị điều trị đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, hoạt huyết nhất nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Những biểu hiện nhỏ chứng tỏ trẻ là trạng nhí. Similac IQ 4 với 10 dưỡng chất cần thiết cho não bộ và HMO nuôi dưỡng hệ miễn dịch cho trẻ thông minh hơn mỗi ngày. Similac nuôi dưỡng tài trí nhí. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này thì đồng bằng sông Cửu Long đang ở giai đoạn là chuyển mùa, trời đang nắng gắt thì bất chợt xuất hiện những cơn mưa và kèm theo liêu dông lốc nữa. Và tình trạng này thì đã khiến nhiều cây xanh ngã đổ, gây nên những vụ tai nạn đau lòng. Người đàn ông này là nạn nhân mới nhất trong vụ tai nạn do cây xanh gây ra. Sáng ngày 31 tháng 3 vừa qua, ông điều khiển xe máy ở thành phố Sa Đéc thì bất ngờ bị một tàu cao vua rơi trúng người. Hậu quả là ông phải nhập viện điều trị cho đến nay. Lúc đó mắt trẩn mà, không còn biết cái gì, khi mà đem vô cung cấp mà chuyển ra ngoài, mắt mới tỉnh. Trước đó, một cây phượng ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng bất ngờ ngã xuống đường, làm một người phụ nữ bị thương nặng. Còn tại Sóc Trăng, một phụ nữ cũng đã bị cây đè đến tử vong. Liên tiếp những vụ cây ngã gây thương vong đã khiến người dân không khỏi lo lắng. Bởi thời điểm này, những cơn mưa dông thường xuất hiện bất ngờ, trước đó là nắng gắt. Mình tính là mưa bình thường như mọi khi, nhưng không ngờ khi dông ập đến thì mọi người đều bất ngờ hết. Theo các chuyên gia khí tượng, đồng bằng sông Cửu Long đang ở thời điểm giao mùa. Từ nay cho đến tháng 6, mưa lớn kèm theo dông lốc thường xuyên xuất hiện. Nguy cơ cây ngã đổ gây tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là những cây xanh trong đô thị có rễ ngắn. Bà con mình và chính quyền địa phương cũng nên là tổ chức chặt tỉa những cái cây cao ở gần nhà, gần đặc biệt là những cái cây gần nhà, gần cái trụ sở cơ quan cũng như là cái đường dây điện. Thì thường thường thì các cái dông lốc kèm theo cái lốc xoáy gió mạnh thì cây đổ ngã sẽ ảnh hưởng tới tính mạng cũng như là cái tài sản ngôi nhà của mình. Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân không nên ra đường khi có mưa, bởi dông lốc có thể ập đến bất ngờ làm ngã đổ cây cối gây tai nạn đáng tiếc. Vào sáng nay, khi nhận được tin báo của người dân tại nhà của đối tượng Huỳnh Lê Duy, ấp An Hòa, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, có nhiều đối tượng tụ tập có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy. Lực lượng công an tỉnh Bến Tre đã đến địa chỉ trên thì bắt quả tang Huỳnh Lê Duy đang bán một gói ma túy đá cho hai đối tượng khác. Kiểm tra trên người của Duy, lực lượng chức năng phát hiện thêm một gói ni lông được hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Khám xét nhà của Duy, cơ quan công an phát hiện thêm một gói ni lông màu trắng, chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Qua làm việc, thì Duy khai nhận hai gói ni lông trên đều là ma túy đá, được Duy mua về để bán lại kiếm lời. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Hưng, trú xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, bước đầu Hưng khai nhận lấy thông tin quảng cáo bán thẻ điện cào điện thoại của một trang web rồi đăng lên tài khoản Facebook để lừa đảo. Khi có người liên lạc chuyển tiền lần đầu thì đối tượng sẽ mạo danh nhân viên tổng đài, gửi tin nhắn SMS qua các số điện thoại di động để họ tin tưởng tiếp tục chuyển tiền rồi chặn liên lạc. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Hưng không nhớ hết đã lừa bao nhiêu người. Riêng trong 3 tháng trở lại đây, đối tượng lừa được 5 người, chiếm đoạt hơn 41 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện số tiền giao dịch phát sinh qua tài khoản của Phạm Văn Hưng lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng, trong đó có 3 người nước ngoài để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội để làm quen với phụ nữ rồi yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng trên, cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng, giấy chuyển tiền, tài liệu mà các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Những hình ảnh phản cảm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Vì sao người thực thi chức trách, nhiệm vụ lại thể hiện sự vô cảm, cũng có nghĩa là đồng lõa với hành vi sai trái này? Đâu là ranh giới giữa bảo vệ và tấn công người, xâm phạm thân thể công dân, đặc biệt là trẻ thiếu niên một cách dã man như thế? Góc nhìn bình luận hôm nay. Vâng, thưa quý vị, những ngày qua thì chắc hẳn là quý vị còn nhớ hình ảnh về việc một bảo vệ dân phố đã đánh và đá liên tục vào hai thanh niên có hành vi trộm cắp. Đúng là nhiệm vụ của người bảo vệ dân phố là giữ an ninh, nhưng không có nghĩa là có hành động quá mức như thế. Đâu là ranh giới giữa bảo vệ và hành hung? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Góc nhìn bình luận của chúng tôi ngay sau đây.
Thưa quý vị, đây là những ảnh trích từ đoạn clip đã khiến cho dư luận phẫn nộ. Một bảo vệ dân phố đánh đá liên tục nhiều lần vào mặt của hai thiếu niên. Do quá phản cảm nên chúng tôi chỉ có thể đưa hình một cách rất hạn chế thôi, chứ không thể sử dụng lại đoạn clip. Hai thiếu niên trong clip cũng đã thừa nhận là mình có tội đã trộm cắp nhiều lần. Nhưng điều này không có nghĩa là bảo vệ dân phố được phép đánh người một cách tùy tiện. Một sự việc sai trái gây bất bình, phẫn nộ xã hội ở phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cho dù không phải, không thể là đại diện cho số đông hay phản ánh bản chất của lực lượng bảo vệ dân phố, nhưng rất cần được nhận diện một cách đầy đủ, rõ ràng về cái gọi là ranh giới giữa quy định và vượt quy định, giữa tính chính danh là hỗ trợ lực lượng chính quy và nhân danh để thị uy, dùng vũ lực giữ chức trách bảo vệ trật tự, an ninh, an toàn cho người dân, cộng đồng với tấn công, hành hạ, xâm hại quyền nhân thân của con người. Chính xác là phải phân định rõ ranh giới giữa tính chính danh và sự nhân danh để làm sai. Vậy thì, theo luật, lực lượng bảo vệ dân phố có chức năng như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem một phân tích nhỏ. Bảo vệ dân phố là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, được thành lập ở các phường, thị trấn. Trong Nghị định 38/2006 của Chính phủ có nêu rõ, nhiệm vụ của bảo vệ dân phố, nắm tình hình, phát hiện các vụ việc, phản ánh, báo cáo cho công an và ủy ban dân phường, bảo vệ hiện trường. Thực tế, nhân viên bảo vệ dân phố Trần Quốc Hùng khi nắm bắt vụ việc đã không báo cáo cho công an, chờ ý kiến chỉ đạo của ủy ban dân phường, đối chiếu từ màn hình camera, mặc cho một trong hai thiếu niên khóc vang, dạ không phải con, Hùng tra hỏi và dùng vũ lực, đánh, tát đá liên tục hai thiếu niên. Ở khoảng 4 có nêu, giáo dục giúp đỡ và quản lý những người chấp hành xong án phạt tù, người chưa thành niên phạm tội. Thực tế, hai thiếu niên có hành vi vi phạm khi đột nhập vào trường, có thừa nhận đã lấy cắp một số vật dụng của học sinh, thì việc cần làm đầu tiên vẫn là đảm bảo quyền giám hộ, người giám hộ hợp pháp dành cho trẻ vị thành niên. Sau là chức năng giáo dục giúp đỡ để giáo dưỡng, chứ không phải tra khảo, hành hạ đánh đập trẻ như vậy. Ở khoảng 1 và 2 điều 6 về quyền hạn của bảo vệ dân phố, áp giải người phạm tội, quả tang đến trụ sở công an phường, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Thực tế, hai thiếu niên bị đánh đập ngay tại phòng giám thị, nhân viên bảo vệ dân phố lại chính là người tạo ra hành vi vi phạm. Như vậy, rõ ràng là Trần Quốc Hùng đã vượt quá chức phận của một nhân viên bảo vệ dân phố, tự cho mình cái quyền được trực tiếp xét hỏi, trong khi là cả nội dung lẫn thái độ xét hỏi đều sai nghiệp vụ, sai chức năng, vị trí. Ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre: tôi đề nghị phải xử nghiêm nhân viên bảo vệ kia và loại trừ ra khỏi bộ máy những người không xứng đáng. Ông Phạm Văn Hòa, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: tôi đề nghị cơ quan công an vào cuộc, nếu đến mức cần truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, còn không cũng phải xử lý hành chính, yêu cầu bồi thường thiệt hại và xin lỗi. Đây là việc gây bức xúc dư luận, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa, cảnh tỉnh cho những người khác. Xử lý nghiêm theo quy định, đó là mong muốn của tất cả những ai đã xem qua đoạn clip. Khi làm việc với cơ quan chức năng, Trần Quốc Hùng thể hiện sự ăn năn, thừa nhận mình đã nóng nảy, thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, xem lại cách Hùng động thủ trước hai đứa trẻ đã rúm ró, sợ hãi nhận tội, thì không thể cho rằng Hùng đã bị kích động để buộc phải nóng nảy, mất kiểm soát. Ý thức nghề nghiệp đã bị xem nhẹ, bởi theo nguyên tắc, bảo vệ dân phố phải am hiểu pháp luật và phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự. Trường hợp này còn đặt ra một câu hỏi là có hay không tình trạng lạm quyền, hung hãn và ảo tưởng quyền lực. Trên thực tế, khi thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó có lực lượng bảo vệ dân phố, nhiều đại biểu Quốc hội đã băn khoăn. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nhấn mạnh, cần quy định cụ thể hơn phạm vi, phương thức thực hiện nhiệm vụ và xác định trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tránh xảy ra lạm quyền, xâm phạm quyền con người, quyền công dân khi thi hành luật. Theo nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, nhiệm vụ đề ra cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự là lớn, không đơn giản, không phù hợp với việc dự thảo luật xác định vị trí của lực lượng này là lực lượng quần chúng tự nguyện. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị kết luận, ra soát kỹ để đảm bảo nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này phù hợp với vị trí, tính chất là lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia, chỉ hỗ trợ công an chính quy, không làm thay công an chính quy. Trở lại câu chuyện hai thiếu niên bị hành hung ở trường Nguyễn Văn Tố, mẹ của một trong hai em đau xót nói: con tôi dù sai thì cũng không đáng bị đánh đập như vậy. Đó không chỉ là lời khẩn cầu của một người làm mẹ, mà còn là đòi hỏi chính đáng của một công dân.
mọi hành vi sai trái đều đáng bị pháp luật trừng trị và phải trừng trị theo quy định pháp luật, chứ không phải là bị hành hạ, tấn công bằng thói côn đồ, bằng sự hung hãn bởi một hay là một nhóm người tự cho mình nắm giữ luật, tổn hại danh dự, thân thể. Một câu chuyện để chúng ta lại có cái nhìn xa hơn, trong khi cuộc sống vẫn đâu đó chứng kiến sự lạm quyền khi thực thi công vụ. Góc nhìn bình luận tối nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bé cần êm ái nên Bobby chọn sợi bông mềm, thêm vitamin E cùng 4.000 lỗ siêu thấm cho bé thoải mái. Này đột phá với đệm thun thấm mồ hôi, thấm khô mồ hôi trộm, tả êm mềm khô thoáng từ trong ra ngoài. Viêm mũi dị ứng gây nghẹt mũi, hắt hơi chảy nước mũi, viêm xoang gây nặng đầu, đau căng vùng má, hàm trên, hốc mắt, trán, thái dương, sống mũi, đỉnh đầu, sau gáy. Thuốc xoang nhất nhất thông mũi tiêu viêm, trị viêm mũi dị ứng, hắt hơi, nghẹt mũi, trị viêm xoang, đau nhức đầu, giúp hạn chế tái phát. Thuốc xoang nhất nhất. Xin phép nha. Chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên. Trừ hiệu suất cực đỉnh từ công thức 5 trong 1 của Castrol Power One Ultimate mới. Hiệu suất cực đỉnh, đặc chế cho xe số và xe ga. Yeah. Viêm khớp dạng thấp gây đau cứng cổ tay, cổ chân, bàn ngón tay chân, thoái hóa khớp gối gây lục cục đau khớp gối, thoái hóa đốt sống cổ gây đau cứng cổ vai gáy, thoái hóa đốt sống lưng gây đau lưng tê bại chân tay. Xương khớp nhất nhất chỉ viêm khớp, thoái hóa khớp làm hết sưng đau cứng khớp tê bại chân tay, hạn chế tái phát. Xương khớp nhất nhất. Cô ơi chú ơi cho hỏi nhà này có bán không? Bán. Em cho hỏi nhà này có bán không? Là không có bán rồi. Bán không, bán không, bán không, bán không, bán không, bán không, bán không. Cái nhà này không có bán. Nhưng mà 500 ngàn nhà khác đang bán trên chợ tốt nhà. 500 ngàn nhà khác đang bán trên chợ tốt nhà. 500 ngàn nhà khác đang bán trên chợ tốt nhà. Mua vàng nhà đất bất kể gần xa, truy cập nhà.chotot.com. Khi bị ho gió, ho khan, ho có đờm, đặt các thuốc ho Prosban. Prosban điều trị ho do viêm phế quản, viêm đường hô hấp cấp. Prosban thuốc ho thảo dược của Cộng hòa Liên bang Đức, nhập khẩu nguyên chai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đây đã có Prosban Fort dành cho người lớn. Nhà máy thép Trung Hồ sử dụng phế liệu sản xuất thép hoàn toàn không khai thác quặng sắt từ thiên nhiên, không phá hoại môi trường, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, giảm thải CO2. Thép Trung Hồ đến từ Đài Loan, bảo vệ bạn và bảo vệ môi trường. Dielactro Plus hấp thu khỏe bé tăng cân cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, bổ sung 9 tỷ lợi khuẩn cùng đạm whey dễ hấp thu. Với 2 hộp mỗi ngày, Dielactro Plus giúp bé tăng cân sau 3 tháng, đã được chứng nhận lâm sàng. Samsung Galaxy A52 và A72 mới. Thưa quý vị, sau 2 tuần ra rạp, bộ phim Godzilla Đại Chiến Công đã cán mốc 100 tỷ đồng, chính thức gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ tại Việt Nam. Kể từ sau đại dịch Covid-19 bùng phát, Godzilla Đại Chiến Công là bom tấn Hollywood hiếm hoi, hút khán giả Việt đến phòng vé. Cho đến hiện tại, bộ phim đang dẫn đầu phòng vé tuần thứ 2 liên tiếp tại Việt Nam, cũng như một số thị trường khác trên thế giới. Đó là chưa kể phim vẫn chưa ra mắt tại các thị trường như Nhật Bản hay một số các nước châu Âu khác. Doanh thu cao của những bộ phim ra rạp gần đây cũng cho thấy nhu cầu thưởng thức phim điện ảnh tại rạp của khán giả Việt đang khôi phục trở lại. Mặt khác, người dân cũng phần nào yên tâm với công tác kiểm soát dịch Covid-19 ở trong nước hiện nay. Tiếp theo sẽ là những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý khác. Bên cạnh sự góp mặt của huyền thoại LeBron James và đội Thunder Squad vui nhộn, trailer Space Jam kỷ nguyên mới còn khiến người xem vô cùng phấn khích bởi màn khách mời đến từ vũ trụ Pacific Rim hay vua đảo đầu lâu Kong. Kết hợp chủ đề thể thao và hoạt hình vui nhộn, Space Jam kỷ nguyên mới được kỳ vọng sẽ đem đến quãng thời gian ý nghĩa giữa cha và con hay bất cứ những ai từng yêu thích những nhân vật hoạt hình vui nhộn. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 16 tháng 7 tới. Trong khi đó, trailer của bộ phim hoạt hình Chú Ngựa Buckingham cũng vừa được ra mắt. Trong đó, bài hát của phim là Wildest Dreams sẽ được chính chủ nhân ca khúc là ca sĩ Taylor Swift thể hiện. Chuyện phim xoay quanh hai nhân vật chính của bé Lucky và chú ngựa hoang Spirit, mang tới cuộc hội ngộ như định mệnh giữa con người và thiên nhiên. Bộ phim hứa hẹn sẽ đưa khán giả đến với hành trình đầy cảm xúc và nhiều ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình bạn, cách con người vươn lên để vượt qua thử thách và tìm ra bản ngã của chính mình. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 1 tháng 6 tới.
Người đứng thẳng tập 15 với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Dương Thanh Vàng mở ra cuộc đấu trí cam go giữa hai đội chơi gồm ca sĩ Mia, ca sĩ Vương Khang, diễn viên Trịnh Tú Trung và ca sĩ Thu Ngọc. Những câu trả lời hài hước đang xen các trò thử thách cùng nỗi sợ hãi của hai đội chơi, hứa hẹn một buổi tối thư giãn cho khán giả. Đón xem Người đứng thẳng tập 15 phát sóng 19h15 phút thứ 6 ngày 9 tháng 4 trên VTV9. Thưa quý vị, nghệ thuật cắm hoa Ikebana là một trong những đặc trưng văn hóa của Nhật Bản. Bên cạnh những bộ môn nghệ thuật khác như là trà đạo, kiếm đạo hay là thư pháp, thì nhiều người Việt Nam yêu thích loại hình độc đáo này và đã theo đuổi niềm đam mê đó là cắm hoa Ikebana. Bởi mỗi tác phẩm cắm hoa nghệ thuật không chỉ để làm đẹp không gian trong gia đình, mà quá trình tạo nên tác phẩm còn là một liệu pháp thư giãn tinh thần một cách hiệu quả. Đây là tác phẩm hoa mang tên Hồi sinh. Sắc hoa vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng, còn hai khối gỗ thể hiện sức sống mới vươn lên từ đống tro tàn. Từng 15 năm là kỹ sư điện tử, chị Nguyễn Thanh Hiền đến với nghệ thuật cắm hoa Ikebana như một cái duyên. Giờ đây, công việc hàng ngày của chị đều gắn với các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật. Gần đây nhất, chị đã đạt giải vàng của cuộc thi Ikebana Gallery tại Úc, một giải thi quốc tế thường niên và uy tín. Ngày xưa mình cũng có bị trầm cảm sau sinh, mất ngủ với lại rất nhiều vấn đề. Thì sau khi mà tìm đến với hoa và enjoy cắm hoa hàng ngày thì mình đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Nhiều người đến với nghệ thuật cắm hoa Ikebana bởi niềm vui khi ngắm các tác phẩm của mình tạo ra và cả những kết nối với thiên nhiên qua quá trình tiếp xúc với hoa lá, tập trung trong suy nghĩ và thực hành cắm hoa. Thông qua cách sắp đặt tác phẩm, mỗi người có thể nhìn thấy tâm hồn mình phản chiếu qua hoa lá. Cái việc cắm hoa theo cái phong cách Nhật Nền Bản này nó không những là mình cắm để được một cái bình hoa đẹp, mà quá trình mình cắm á thì mình cũng như là một cái cảm nhận như người đang thiền. Cắm hoa là một hoạt động sáng tạo nghiêm túc, quá trình quan sát và phát hiện ra vẻ đẹp của từng bông hoa, kết hợp chúng lại với nhau cũng chính là quá trình thay đổi tư duy mỗi người, giúp con người gần gũi hơn với thiên nhiên, cảm nhận sâu hơn những nét đẹp của thiên nhiên. Chính điều này đã đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người học, mà lớp học cắm hoa Ikebana của nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền luôn thu hút đông học viên. Điều thú vị của cắm hoa Ikebana là không cần phải cắm theo chủ đề được đưa ra, mà mỗi người sẽ để cho cảm xúc của mình dẫn đường khi tiếp xúc với hoa lá. Vâng, và nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền còn kết hợp hoa cùng với một chất liệu hết sức là độc đáo khác nữa để tạo nên một thương hiệu riêng cho tác phẩm của mình. Mời quý vị cùng đón theo dõi trong Sáng Phương Nam vào lúc 7 giờ sáng mai trên VTV9 quý vị nhé. Đến đây Toàn cảnh 24 giờ cũng xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai. Chỉ trong tích tắc, người mua vàng đã biến thành kẻ cướp giật. Thủ đoạn không phải mới, nhưng vì sao nhiều chủ tiệm vàng lại mất tài sản với thủ đoạn này? Đón xem chương trình Chuyển động đa chiều 20 giờ 30 phút hôm nay trên VTV9. Chào quý vị và các bạn. Hôm nay, nắng nóng đã quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Bầu trời ít mây, xanh ngắt, nắng chiếu xuống khiến cho nhiệt độ tăng cao lên mức 36 độ vào đầu giờ chiều. Dự báo nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì sang ngày mai, nhiệt độ cao nhất sẽ là 35 độ. Và sau đó, từ thứ Năm cho đến thứ Sáu sẽ bớt nóng do xuất hiện những cơn mưa trái mùa, nhiệt độ sẽ hạ xuống còn ở mức 34 độ. Thời tiết cứ nắng nóng rồi lại có mưa như vậy là một trong những nguyên nhân khiến cho bệnh tai chân miệng ở trẻ nhỏ đang có chiều hướng lây lan nhanh. Bệnh có thể còn gia tăng từ giờ cho đến tháng 5. Vì vậy, các bậc phụ huynh và các cơ sở giáo dục cần thường xuyên vệ sinh nhà cửa, trường lớp, cho trẻ ăn chín, uống sôi để phòng bệnh. Ngày mai, ngoài thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng cũng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông và khu biên giới phía Tây Nam. Nhiệt độ dao động từ 35 cho đến 36 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang ra tới ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày mai, thời tiết tốt, trời nắng, gió mạnh cấp 4, cấp 5. Sinh ra